Đố ai biết được bánh gì làm ta gắn kết và càng yêu thương, làm cho ta tràn năng lượng và thêm dinh dưỡng mỗi khi ăn vào. Ê, gợi ý là bánh có 5 vị, bánh có hình vòng ngon mê ly, sô-cô-la trắng, đen, cam, cùng kem phô mai và kem dâu. Bánh là bánh mà có hình vòng, thơm thơm ngon tới 5 vị, nghe là thấy độc biết vô nhị, chỉ có thể là bánh đủ quyền. Đủ quyết, đủ quyết donut, đủ quyết, đủ quyết donut, đủ quyết, đủ quyết donut, đủ quyết, đủ quyết donut. Lấy ra cái bánh đu quỷ, ăn nhiều nhiều hơn nữa đi. Đoán xem nào, đây là mùi hương gì? Bắt đầu nhắm mắt nè, ăn mình cũng ăn thả ga. Đoán xem nào, dâu cam hay sô cô la? Đu quỷ, đu quỷ donut, ta vui ta thêm gắn kết. Đu quỷ donut, nhà mình ngập tràn với năng lượng. Đu quỷ donut, ta vui ta thêm gắn kết. Đu quỷ donut, nhà mình ngập tràn với yêu thương. Yeah, yeah. We don't.